Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về một quốc gia nhỏ bé, cực kỳ nhỏ bé nhưng lại giàu có và giàu có nhất ở trên hành tinh này. Chuyện về những vấn đề địa lý cơ bản của đất nước này đã được đề cập đến ở một video khác, và trong video này chỉ nói về việc tại sao họ lại giàu và họ giàu như thế nào mà thôi. Chào mừng các bạn đến với đất nước Luxembourg. Luxembourg là một đất nước có cái tên xa lạ, một quốc gia tại châu Âu, cụ thể là Tây Âu. Giáp với Bỉ, giáp với Pháp, giáp với Đức đều là những đất nước lớn và hùng mạnh. Quốc gia này có diện tích gần bằng tỉnh Bình Dương của Việt Nam chúng ta. Luxembourg được lãnh đạo bởi một đại công tước, và đây chính là đại công quốc duy nhất còn tồn tại trên thế giới. Vậy đại công tước ở đây là gì? Đại công tước ở đây là một vị trí của xã hội phong kiến phương Tây ngày xưa. Và đại công tước là vị trí dưới nữ hoàng và dưới vua, có nghĩa là chỉ dưới một người nhưng mà trên rất là nhiều người. Thế nên ở Luxembourg chỉ có đại công tước chứ không có vua, cũng không có nữ hoàng. Kể từ khi lập quốc vào năm 1815, Luxembourg đã có 9 vị giữ chức đại công tước, bao gồm cả nam, cả nữ nữa. Và bây giờ, người đang giữ vị trí nguyên thủ quốc gia của Luxembourg là đại công tước Henry. Đại công tước Henry là người kế thừa vị trí này từ cha của mình, một vị trí cha truyền con nối. Cha của ông tất nhiên cũng là một đại công tước. Và trước cha của ông thì bà nội của ông là một nữ đại công tước. Và cái câu chuyện kết hôn của hoàng gia châu Âu thì cũng rất môn đăng hộ đối. Bên nội mạnh là vậy, bên ngoại cũng thế. Ông ngoại của đại công tước Luxembourg bây giờ từng là vua của nước Bỉ. Ông ngoại ông thì mất rồi. Và bây giờ, vị vua đương nhiệm của nước Bỉ, vua Philippe của nước Bỉ, chính là em họ của đại công tước Luxembourg. Luxembourg có dân số rất là ít, nước nhỏ và dân người không đông. Dân số của họ chỉ hơn 600.000 người, cụ thể là khoảng 630.000 người. So với Hà Nội thì cực kỳ khiêm tốn, dân số Hà Nội gấp đến 13 lần dân số của Luxembourg. Đây cũng là một trong những quốc gia có dân số nhỏ nhất tại châu Âu. Và cũng là một trong những quốc gia có dân số tới từ những nước khác, cụ thể là dân nhập cư chiếm một tỷ lệ cực kỳ lớn. Và thay vì cản trở những dòng người nhập cư thì chính phủ Luxembourg lại làm điều ngược lại, đó là khuyến khích người nhập cư, bởi vì dân số của nước này quá ít mà. Kể từ sau cuộc chiến Nam Tư thì Luxembourg đã tiếp nhận rất là nhiều người nhập cư từ các nước Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia. Và hàng năm cứ đều đặn có khoảng 10.000 người nhập cư đến với Luxembourg. Làn sóng nhập cư Luxembourg lớn nhất là vào năm 2000. Năm 2000 đã có đến 162.000 người nhập cư vào Luxembourg, chiếm đến 1/3 tổng dân số của cả đất nước Luxembourg thời bấy giờ. Một đất nước nhỏ, quy mô, dân số nhỏ. Bởi vậy, nếu mà họ làm được nhiều tiền mà chia ra bình quân đầu người thì đó sẽ là một con số rất ấn tượng. Và thu nhập bình quân đầu người của Luxembourg, theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đang là cao nhất trên thế giới. 132.372 đô la Mỹ một người một năm. Muốn biết họ cao như thế nào thì hãy thử làm vài phép so sánh so với những đất nước khác. Thu nhập bình quân của một người Luxembourg gấp rưỡi của một người Mỹ, gấp 10 lần một người Trung Quốc và gấp 30 lần một người Việt Nam. Tính ra mỗi tháng thì họ có thu nhập trung bình là 11.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 256 triệu đồng tiền Việt, một con số thực sự đáng mơ ước. Rõ ràng một quốc gia giáp với Pháp, giáp với Bỉ, giáp với Đức nằm ở trung tâm của châu Âu lại không giáp biển. Nhưng mà tại sao Luxembourg lại là quốc gia giàu có nhất trên thế giới như vậy? Và từ khi nào họ trở nên giàu có? Có phải là từ cách đây vài trăm năm thì họ vẫn giàu có như vậy hay không? Tất cả đều có câu trả lời. Và đó sẽ là những gì mà chúng ta khám phá trong câu chuyện ngày hôm nay. Và muốn biết chuyện này thì phải lùi ngược lại thời gian, quay trở lại vào một đêm giữa thế kỷ 19. Luxembourg không phải lúc nào cũng là một cường quốc kinh tế như bây giờ. Nền kinh tế phát triển và đa dạng của đất nước hiện nay dựa trên ngân hàng, thép và các ngành dịch vụ khác đã không xuất hiện tại Luxembourg vào những năm đầu thế kỷ 19. Đầu thế kỷ 19 thì cứ 10 người Luxembourg lại có 8 người làm việc ở trên những cánh đồng, sống một cuộc sống vất vả và cơ cực. Tình trạng nghèo đói tồi tệ đến mức trung bình 10 người Luxembourg bây giờ thì sẽ có 3 người di cư ra nước ngoài để có cuộc sống tốt hơn. Phần lớn họ đến Mỹ để hy vọng đổi đời. Và người Luxembourg đã đổi đời mà không cần đến Mỹ. Đó là khi đất nước này phát hiện ra một trữ lượng quặng sắt đáng kể. Các mỏ, các nhà máy đã mọc lên khắp đất nước và ngành công nghiệp sắt thép béo bở của Luxembourg ra đời chỉ sau một đêm. Quốc gia nhỏ bé này không giáp biển đã trở thành một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu châu Âu. Số lượng việc làm thì cũng gia tăng vào những năm thế kỷ 19 và đặc biệt là thế kỷ 20. Trong những năm 1960 chẳng hạn, sắt thép chiếm khoảng 80% tổng giá trị xuất khẩu của Luxembourg. Dần dần thì Luxembourg cũng có những đối thủ cạnh tranh khốc liệt, trong đó có Trung Quốc,
họ sản xuất sắt thép rẻ hơn. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho sự thịnh vượng của Luxembourg, bởi vì Luxembourg có sự chuyển mình. Trước khi nói về sự chuyển mình của Luxembourg, hãy nhìn lại một chút về vị trí địa lý của họ. Thường người ta nghĩ rằng những đất nước không giáp biển sẽ là những đất nước gặp nhiều khó khăn để mà phát triển, bởi vì không có đường đi ra biển có nghĩa là thiếu đường để giao thương với các nước khác, thiếu khả năng tiếp cận với những đối tác, những bạn hàng. Các chuyên gia kinh tế cũng đã từng làm thống kê rồi. Ở trên thế giới thì có tổng cộng là 44 nước không giáp biển, thì phần lớn trong số này đều là những nước không phát triển hoặc kém phát triển. Thậm chí có 16 quốc gia nằm trong nhóm những quốc gia nghèo đói nhất ở trên hành tinh. Và đó là lý do vì sao mà nhiều người rất là ngạc nhiên vị trí của Luxembourg hoàn toàn không giáp biển nhưng mà vẫn giàu. Trên thực tế, ở trên thế giới còn một nước nữa cũng rất là giàu và cũng không giáp biển, đó là Thụy Sĩ. Mức tăng trưởng rất là vượt bậc. Thông thường thì điều này sẽ liên quan mật thiết đến việc không giáp biển nhưng mà giáp quốc gia nào. Luxembourg giáp với các nước là Bỉ, giáp với Đức, giáp với Pháp. Tuy vậy, quốc gia này không hề bị thôn tính bởi các nước kể trên từ thế kỷ thứ 10. Bản chất là từ thế kỷ thứ 10, Luxembourg đã là một nước tự trị rồi. Sau đó thì họ giành được độc lập vào thế kỷ thứ 19. Và họ đã cố gắng sử dụng vị trí của mình để mang về lợi thế. Trên thực tế thì cái tên Luxembourg ở cái ngôn ngữ cổ đại có nghĩa là pháo đài nhỏ, ám chỉ đến vị trí chiến lược của đất nước này, trải dài trên một tuyến đường quân sự lớn, một tuyến đường được hưởng lợi nhiều. Đây là nơi tiếp giáp của nhiều đế chế lớn. Tưởng như Luxembourg sẽ bị cày nát thì không, họ lại tận dụng những đế chế này để tìm đường ra với thế giới. Ngày nay thì Luxembourg sử dụng 3 ngôn ngữ quốc gia, đó là tiếng Luxembourg, tiếng Đức và tiếng Pháp. Ngoài ra, người dân Luxembourg cũng nói tiếng Anh rất sành. Một minh chứng cho mối quan hệ chặt chẽ và lợi ích chung của đất nước này với các nước láng giềng. Họ cũng là thành viên sáng lập của một số tổ chức kinh tế quốc tế quan trọng của thế kỷ 20. Luxembourg liên kết mạnh mẽ với Bỉ rồi với cả Hà Lan nữa. Cuối cùng đã trở thành cốt lõi của cộng đồng kinh tế châu Âu. Sau này chính là Liên minh châu Âu mà chúng ta đang biết. Hay với vị trí của mình, thì Luxembourg vẫn là nơi đặt trụ sở của Tòa án Công lý châu Âu, đồng thời trụ sở của Ngân hàng Đầu tư châu Âu, của Ban Thư ký Nghị viện châu Âu và Tòa án Kiểm toán châu Âu. Nhưng vị trí và tài nguyên thì cũng chỉ là một phần mà thôi, phần còn lại nó nằm ở tư duy và Luxembourg đã phát triển đất nước đúng hướng. Bên cạnh ngành thép thì ngành ngân hàng cũng giúp cho Luxembourg phát triển. Ở thế kỷ 20 thì Luxembourg là một thế lực đáng gờm trong thế giới tài chính. Điều này là một phần là do đây là nơi đặt trụ sở của nhiều ngân hàng thuộc sở hữu nước ngoài. Và các ngân hàng này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ thuế phí rất là ưu đãi. Và những bí mật ngân hàng nói chung thì người Luxembourg giữ tốt cho người nước ngoài. Ngay từ những năm 1930 của thế kỷ trước thì Luxembourg đã có những chính sách để khuyến khích các ngân hàng nước ngoài làm việc tại nước của mình. Bên cạnh đó là thuế với các doanh nghiệp ưu đãi và chính sách lợi ích của người lao động thì rất lớn. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tốt, lương hưu tốt, nghỉ phép sinh con tốt, trợ cấp thất nghiệp cũng tốt. Có thể nói là Luxembourg có nhiều điểm tương đồng với các nước Bắc Âu, các quốc gia Scandinavia. Dân số hạnh phúc thì dẫn đến tội phạm ít hơn, năng suất làm việc cao hơn và xã hội thì văn minh hơn. Vậy ở Luxembourg có an toàn hay không? Với sự giàu có cực độ như vậy, đi kèm với nguồn tài chính công lớn, Luxembourg có một lực lượng cảnh sát dồi dào, có hệ thống tư pháp công bằng và dân số tương đối tuân thủ pháp luật. Tỷ lệ nghèo ở Luxembourg là dưới 0,5%. Điều này cũng có nghĩa là Luxembourg không chỉ là một trong những quốc gia an toàn nhất ở châu Âu, mà còn là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới, ổn định cả về kinh tế, chính trị và ổn định ở những mặt khác. Ngay cả tỷ lệ tội phạm nhỏ cũng thấp, và người ta có thể thoải mái đi dạo xung quanh đất nước Luxembourg, đi từ thành phố lớn đến những thị trấn nhỏ, làng mạc vào ban đêm mà không phải lo lắng nghĩ ngợi gì. Nhờ vào vị trí của mình, ở một vị trí nằm kín trong đất liền, Luxembourg cũng không dễ gì bị ảnh hưởng bởi thiên tai hay là điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Là quốc gia giàu có trên thế giới nhưng Luxembourg thì không có những điểm đến để vui chơi cho người giàu giống như Thụy Sĩ hay là Monaco. Nhìn chung khung cảnh chủ yếu là nông thôn và tương đối yên bình. Đây là một quốc gia không có nhiều sức hấp dẫn về mặt du lịch. Tuy vậy, vẫn có một vài lời khuyên từ những trang web du lịch nếu bạn muốn đến với Luxembourg. Du khách đến đây có thể tận hưởng những ngọn núi chập trùng và những khu rừng rậm rạp quanh năm. Đất nước này thời tiết đẹp nhất là từ tháng 6 đến tháng 8 với nhiệt độ trung bình ấm áp và bầu trời trong xanh. Mùa đông thì trời rất là lạnh, nhiệt độ thường xuyên dưới mức đóng băng từ tháng 12 cho đến tháng 2. Tuy vậy, viên ngọc nhỏ bé của châu Âu này với những lâu đài phủ đầy tuyết vẫn sẽ trở thành một điểm đến thú vị vào những dịp như vậy. Và đó là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về đất nước Luxembourg, đất nước giàu có nhất trên thế giới và cách mà họ làm giàu. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt.